Thái Nguyên là tỉnh trung du miền núi phía Bắc, tiếp giáp và thuộc quy hoạch vùng thủ đô Hà Nội. Ngoài những thuận lợi cho phát triển công nghiệp, dịch vụ, tỉnh Thái Nguyên còn có nhiều điều kiện thuận lợi cho phát triển nông nghiệp nông thôn. Với diện tích đất nông nghiệp trên 300.000 ha, chiếm trên 86% tổng diện tích tự nhiên, điều kiện thổ nhưỡng, khí hậu, thủy văn tại đây rất thuận lợi cho phát triển đa dạng, phong phú các sản phẩm nông nghiệp có giá trị kinh tế cao. Từ đó mà việc triển khai có hiệu quả chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOP đang được tỉnh Thái Nguyên nỗ lực thực hiện. Bởi đây sẽ là cơ sở quan trọng thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, góp phần phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người dân nông thôn. Tháng 9 năm 2018, tỉnh Thái Nguyên đã ban hành kế hoạch số 108 KHUBND triển khai thực hiện chương trình OCOP tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2025. Một năm sau, lần đầu tiên Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã trao chứng nhận sản phẩm OCOP cho 25 sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Trong đó có 13 sản phẩm đạt chuẩn 3 sao, 12 sản phẩm đạt chuẩn 4 sao. Qua kết quả điều tra, rà soát của các địa phương trong tỉnh, Thái Nguyên hiện có gần 200 sản phẩm thuộc nhóm nông sản tươi sống và nông sản chế biến, thực phẩm, đồ uống, thảo dược có thể phát triển thành sản phẩm OCOP. Thực hiện chương trình OCOP, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020 có ít nhất 50 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP trên cơ sở các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của các địa phương. Hiện tại, một số hợp tác xã, cơ sở sản xuất đã đăng ký các sản phẩm nông nghiệp có khả năng trở thành sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh như chè Tân Cương, thành phố Thái Nguyên, miến rong của hợp tác xã Miến Việt Cường, huyện Đồng Hỷ, tương nếp Úc Kỳ của cơ sở sản xuất tương nếp Úc Kỳ, huyện Phú Bình, gạo bao thai Định Hóa của các hợp tác xã trồng lúa, huyện Định Hóa, các sản phẩm từ nấm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Phú Gia. Tổng kinh phí thực hiện đề án OCOP của tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2019-2025 là hơn 700 tỷ đồng, trong đó nguồn ngân sách tỉnh hơn 70 tỷ đồng, ngân sách huyện, xã hơn 60 tỷ đồng, vốn lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ cho chương trình trên 240 tỷ đồng và vốn xã hội hóa hơn 360 tỷ đồng. Mỗi xã một sản phẩm với tên gọi tắt OCOP là chương trình phát triển kinh tế khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, là giải pháp, nhiệm vụ trong triển khai thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Trọng tâm của chương trình OCOP là phát triển sản phẩm nông nghiệp, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị do các thành phần kinh tế tư nhân, doanh nghiệp, hộ sản xuất và kinh tế tập thể thực hiện. Ngày 7 tháng 5 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định phê duyệt chương trình OCOP giai đoạn 2018-2020 để triển khai thực hiện trên phạm vi cả nước. Đến nay đã có hơn 40 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đã xây dựng đề án, kế hoạch triển khai thực hiện chương trình OCOP. Là địa phương giàu tiềm năng và thế mạnh về nông sản, việc triển khai chương trình OCOP trong xây dựng nông thôn mới được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thái Nguyên đánh giá là hết sức cần thiết, phù hợp với quá trình tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, góp phần tăng thu nhập, nâng cao giá trị sản phẩm và bảo vệ môi trường. Thái Nguyên xác định là cái việc triển khai cái chương trình OCOP này nó sẽ mang lại một ý nghĩa kinh tế rất là to lớn. Song song với việc chúng tôi sẽ tiêu chuẩn hóa các sản phẩm nông nghiệp thì chúng tôi cũng sẽ đẩy mạnh phát triển cái liên kết trong sản xuất. Đó là cái vấn đề về hình thành nên các cái tổ hợp tác, các hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ trong sản xuất nông nghiệp để từ đó tạo ra những sản phẩm có cái lợi thế, sự cạnh tranh và tạo giá trị gia tăng, nâng cao thu nhập cho người dân. 22.000 hecta đó là diện tích trồng chè hiện có tại Thái Nguyên. Đây cũng là một trong những lợi thế để Thái Nguyên xây dựng các vùng nguyên liệu chè an toàn với quy trình sản xuất hiện đại để tạo ra thương hiệu chè nổi tiếng như chè Hảo Đạt, Tân Cương Hoàng Bình, chè Hà Thái. Bên cạnh việc chú trọng phát triển cây chè, trong những năm qua, Thái Nguyên cũng không ngừng khuyến khích các hợp tác xã, các công ty đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, sản xuất các loại nấm linh chi, mộc nhĩ, nấm hương, miến, gạo chất lượng cao để đa dạng hóa các sản phẩm nông nghiệp, tạo việc làm và nâng cao thu nhập cho người nông dân.
làng nghề truyền thống miến Việt Cường ở xã Hóa Thượng, huyện Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Thay vì làm miến thủ công, giờ đây máy móc được đưa vào sản xuất, thay thế sức người trong việc rút sợi miến và phơi miến. Nhờ đó năng suất lao động tăng lên 30% so với trước đây, chất lượng miến đảm bảo. Có được thành quả này, đó là nhờ sự chuyển đổi từ mô hình kinh tế cá thể sang kinh tế tập thể. Ban đầu thì cũng như những gia đình khác, các cái hộ khác là cũng sản xuất nhỏ lẻ từ nghề gia truyền. Nhưng mà sau khi được các cái tổ chức ví dụ như Liên minh Hợp tác xã tập huấn thì mới biết về cái hợp tác xã thì thấy nó cũng có cái ưu điểm. Đến lúc đó thì chúng tôi mới lại nghĩ ra những cái máy là thay thế những cái khâu mà phải sản xuất bằng tay đó, và để thứ nhất là năng suất, thứ hai nữa là giảm được sức lao động, và thứ ba nữa là cái chất lượng sản phẩm nó nâng lên. Năm 2007, Hợp tác xã Miến Việt Cường được thành lập. Với số thành viên ban đầu chỉ có 9 thành viên, đến nay Hợp tác xã đã nâng tổng số lên 25 thành viên. Mỗi năm, Hợp tác xã Miến Việt Cường cung ứng ra thị trường 500 tấn miến với doanh thu lên tới 10 tỷ đồng. Dựa trên những cái yếu tố là vẫn là thủ công, nhưng mà về cái quy trình thì lại bằng máy. Chính vì vậy thì là đảm bảo cho cái chất lượng và cái chất lượng miến từ đó là nâng lên, và những cái đó thì ngày càng làm cho cái thương hiệu và cái chất lượng sản phẩm của miến Việt Cường nó tốt hơn. Nhờ xây dựng và giữ vững thương hiệu miến Việt Cường, đến nay Hợp tác xã Miến Việt Cường đã đưa sản phẩm vào một số siêu thị lớn ở Hà Nội và phát triển đại lý phân phối tại nhiều tỉnh thành trên cả nước. Hợp tác xã cũng tạo công ăn việc làm cho 15 lao động thường xuyên với mức thu nhập trung bình đạt 6 triệu đồng một người một tháng. Ông Nguyễn Văn Từ là một trong những thành viên của Hợp tác xã Miến Việt Cường. Trước đây đầu ra của miến rất bấp bênh, chỉ tiêu thụ được ở các vùng lân cận do miến không có bao bì, nhãn mác. Tham gia vào hợp tác xã, trung bình những ngày nắng, gia đình ông sản xuất từ 90kg đến một tạ miến, thu nhập bình quân 8 triệu đồng mỗi tháng. Khi mình làm ra mà sản phẩm mình không tiêu thụ thì hợp tác xã người ta để tiêu thụ hộ. Giá thành thì nó lại ổn định, nó không bị bấp bênh, và nó sẽ nó từ cái đó thì nó cái đời sống của nông dân nó sẽ nâng cao lên. Nó tính ra là nó hơn với lại người đi cấy. Cấy thì bây giờ thì nó trước là nó khó khăn, nhưng mà bây giờ thì làm khả năng làm một ngày này, người ta tính là người ta bọn tôi vẫn thường thường nói là sáng cấy chiều gặt. Đấy thì cứ một ngày từ sáng đến tối khả năng ra là một tạ rưỡi thóc rồi. Nhưng mà kia khả năng là 3 tháng rồi mới ra được một tạ thóc, mà khả năng mất mùa thì tính là không đủ vốn. Trong cuộc thi về xếp hạng OCOP thuộc đề án mỗi xã một sản phẩm được tổ chức mới đây tại Thái Nguyên, miến Việt Cường được đánh giá cao về chất lượng cũng như hình thức liên kết, hợp tác với các hộ thành viên giúp họ vươn lên thoát nghèo. Sản phẩm miến rong Việt Cường đã được đánh giá 4 sao với các tiêu chí khắt khe. Và hiện nay thì Hợp tác xã Miến Việt Cường cũng đã liên kết với các cái hộ trên làng nghề trong cái việc là tiêu thụ sản phẩm cho bà con. Thế và đối với lại sản phẩm OCOP thì khi tham gia vào thì nó là góp phần cho cái thương hiệu miến Việt Cường được cả nước biết đến, và cũng như là hiện nay đang có cái uy tín rất cao trên thị trường. Và hiện nay tỉnh Thái Nguyên cũng rất muốn có nhiều cái sản phẩm như miến Việt Cường sẽ tham dự cái đánh giá của Trung ương để mà có thể giúp bà con xuất khẩu theo cái đường chính ngạch. Mục tiêu trong năm 2020, Hợp tác xã Miến Việt Cường sẽ mở rộng nhà xưởng từ 700m2 lên 1000m2, đầu tư thêm giàn máy phơi miến tự động, phát triển sản phẩm miến có lợi cho sức khỏe như miến tỏi đen, miến khoai lang để gia tăng giá trị cho sản phẩm miến của Hợp tác xã. Bên cạnh đó, Hợp tác xã Miến Việt Cường đang tiến hành thử nghiệm bao bì sản phẩm thân thiện với môi trường để góp phần thực hiện mục tiêu hạn chế bao bì ni lông trong sản xuất, bảo vệ môi trường bền vững. Thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm, tỉnh Thái Nguyên đặt mục tiêu từ nay đến năm 2020 có ít nhất 50 sản phẩm được chứng nhận đạt chuẩn OCOP trên cơ sở các sản phẩm chủ lực, thế mạnh của các địa phương. Hiện nay, tỉnh Thái Nguyên đang đẩy mạnh tuyên truyền hướng dẫn về OCOP, nhận đăng ký ý tưởng sản phẩm,
phương án, dự án sản xuất kinh doanh, tổ chức phát triển sản phẩm OCOP, đánh giá xây dựng thương hiệu sản phẩm, hỗ trợ quảng bá xúc tiến thương mại, xây dựng hệ thống trung tâm bán hàng và giới thiệu sản phẩm OCOP, hình thành hệ thống cơ sở hạ tầng giới thiệu và bán sản phẩm OCOP tại các khu du lịch siêu thị. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Phú Gia là một trong những đơn vị đang được Văn phòng Điều phối Nông thôn mới Thái Nguyên đánh giá xem xét, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ để gửi sản phẩm chấm điểm OCOP vào đợt 2. Sản phẩm muốn đạt được sản phẩm OCOP thì thứ nhất là nó phải truy xuất được nguồn gốc. Thứ hai là nó phải đảm bảo cái liên kết chuỗi giá trị từ đầu vào đến đầu ra. Đặc biệt hơn là nó quan tâm nhiều đến cái đánh giá về cảm quan, cái chất lượng sản phẩm. Thế rồi nó phải có cái hướng mở rộng thị trường, cái khâu bán hàng, thế rồi là có cái hướng xuất khẩu. Và trong các cái trong bộ tiêu chí thì người ta cũng đã hướng dẫn cái việc chấm điểm là có những cái điểm mà nó ưu tiên, ví dụ như hợp tác xã là được ưu tiên. Thế rồi là cái điểm cảm quan, rồi cái điểm về câu chuyện sản phẩm. Sản phẩm của công ty này bao gồm nấm linh chi, nấm hương, đông trùng hạ thảo được canh tác hoàn toàn bằng phương thức hữu cơ. Đây cũng là mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao được đánh giá cao tại tỉnh Thái Nguyên. Xưởng đóng gói giá thể nấm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Phú Gia. Hai loại giá thể chính để sản xuất nấm là cám gạo và mùn cưa. Trong đó, công ty Phú Gia xây dựng một nhà máy chuyên nghiền mùn cưa để tránh lẫn tạp chất độc hại trong sản xuất nấm. Sau khi đóng gói xong, những bịch giá thể này sẽ được đưa vào hấp vô khuẩn, cây giống, rồi mới đem ra để ươm sợi. Trên 3 hectare nhà xưởng được xây dựng để phục vụ cho việc trồng nấm linh chi với nhiệt độ thích hợp từ 22 đến 28 độ C. Độ ẩm không khí đạt 80 đến 90%. Nấm sau khi thu hái sẽ được đưa vào phòng lạnh, chế biến ngay trong ngày để đảm bảo dinh dưỡng. Bắt đầu từ khâu đóng bịch nguyên liệu, thì từ cái khâu đấy đến khâu hấp bịch dưới khâu cây giống thì tất cả các cái thao tác của cả cái dây chuyền này mình phải đảm bảo được là hoàn toàn là sạch, không có sự tham gia của bất kỳ một cái loại hóa chất nào. Công nhân tham gia cái quá trình chăm sóc cũng như là đến cái quá trình thu hái rồi sơ chế rồi đóng gói sản phẩm, bao bì sản phẩm, tất cả mình phải đảm bảo hết là vô khuẩn. Rồi công nhân cũng được đào tạo về cái quy chuẩn từ tiêu chuẩn ISO đến tiêu chuẩn về hữu cơ. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật kết hợp quy trình sản xuất nấm nghiêm ngặt, các sản phẩm nấm của đơn vị này đã được cấp chứng nhận hữu cơ để vào hai thị trường khó tính là châu Âu và Nhật Bản. Các sản phẩm nấm của công ty trách nhiệm hữu hạn công nghệ sinh học Phú Gia chủ yếu xuất khẩu sang thị trường như Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, các nước EU. Đơn vị này cũng mong muốn được cấp chứng chỉ OCOP để tạo thuận lợi hơn trong việc mở rộng xuất khẩu sang các thị trường khác. Theo tôi được biết thì là cái chuỗi mà cái chứng nhận sản phẩm OCOP thì các anh ấy hiện nay đang triển khai và đang hướng dẫn cho các doanh nghiệp làm ấy, thì nó là một chuỗi, là một cái hệ thống mà sẽ được chứng nhận ở trong những cái nước mà tôi cho rằng là cái thị trường nông sản của Việt Nam sau này xuất ra rất là tốt. Vì vậy tôi đánh giá rất cao cái chứng nhận OCOP đấy, và công ty cũng đang tiến tới là đang triển khai những cái hồ sơ và dự án để phù hợp với cái tiêu chuẩn của OCOP. Hiểu được tầm quan trọng trong đề án xây dựng OCOP, trong đó thúc đẩy đầu tư phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với chế biến, kết nối thị trường tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị, phát triển kinh tế, tăng thu nhập cho người nông dân, Thái Nguyên đã dành hơn 700 tỷ đồng để thực hiện dự án này. Các sản phẩm OCOP mà khi mà đáp ứng được những cái tiêu chuẩn và các cái chủ thể muốn mở rộng sản xuất thì hiện nay Thái Nguyên cũng đang thực hiện những cái chính sách hỗ trợ, ví dụ hỗ trợ về đào tạo, hỗ trợ về các cái nguồn vốn, hỗ trợ để làm sao mà các cái chủ thể này có thể mở rộng sản xuất cũng như là nâng cao cái chất lượng của sản phẩm hơn nữa. Nếu đã đạt được 3 sao rồi thì sẽ nâng lên 4 sao, và đạt 4 sao thì mục tiêu là hướng tới sản phẩm 5 sao để đạt cái tiêu chuẩn quốc gia. Thế và Thái Nguyên thì hiện nay đã có những cái chính sách quy định để hỗ trợ đầu tư vào nông nghiệp, và từ những cái chính sách này thì chắc chắn trong thời gian tới nó sẽ thu hút được các nhà đầu tư, thu hút được các cái chủ thể như hợp tác xã, các doanh nghiệp đầu tư để phát triển các sản phẩm nông nghiệp nói chung, và trong đó thì tiêu chuẩn hóa để có những cái sản phẩm OCOP ở cái thứ hạng xếp sao cao hơn.
Việc xây dựng OCOP góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả và thực hiện thành công chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, thế mạnh của mỗi địa phương, phát triển các sản phẩm có chất lượng theo đúng quy chuẩn, tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng nhu cầu của thị trường trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. Chương trình khi đi vào thực tế có ý nghĩa tích cực trong thay đổi tập quán sản xuất, hướng người dân vào kinh tế thị trường, thúc đẩy phát triển sản xuất khu vực nông thôn, tiêu chuẩn hóa sản phẩm OCOP, gia tăng giá trị cho các sản phẩm từ 20% trở lên.